thất thường là những gì để nói về phong độ của Napoli ở thời điểm này. Khi trong lần đón tiếp Atalanta đến làm khách ở vòng đấu vừa qua, thì đội bóng vùng Naples đã để thua với tỷ số 2-3. Trong một ngày mà huấn luyện viên Spalletti không có mặt trên sân để chỉ đạo các học trò do phải nhận chiếc thẻ đỏ trong trận đấu trước đó với Sassuolo, thì người trợ lý Domen Icini cũng không giúp ích được quá nhiều trong việc truyền tải những chiến thuật đến những người học trò của mình. Qua đó, dù đã có lúc Napoli lật ngược thế trận và vươn lên dẫn trước Atalanta, nhưng họ lại không bảo vệ được thành quả đó và để thủng lưới liên tiếp đến 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút giữa hiệp 2. Trận thua này đã khiến cho Gliazzeri đánh mất ngôi đầu của mình tại Serie A và họ đã rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 36 điểm, hiện đang kém ngôi đầu của AC Milan lúc này đang là 2 điểm. Trước đó, tại sân chơi Europa League, người hâm mộ của Napoli cũng không tránh khỏi nỗi thất vọng khi chứng kiến đội bóng con cưng của mình để thua Spartak Moscow với tỷ số 1-2. Trận thua này cũng biến Gliazzeri trở thành đội bóng ưa thích của Spartak Moscow, bởi đây đã là trận thứ 4 liên tiếp mà Napoli vẫn chưa biết mùi chiến thắng là gì trước một cái tên không quá nổi trội đến từ Nga ở các giải đấu cúp. Thậm chí, đội bóng của huấn luyện viên Spalletti đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại khỏi sân chơi châu lục mùa này khi hiện tại họ chỉ đang đứng ở vị trí thứ 3 ở bảng C với 7 điểm, hiện chỉ đang kém ngôi đầu của Leicester City, cũng như vị trí cuối bảng của Legia Warsaw cùng là 1 điểm. Để giờ đây, đại diện của Serie A phải bước vào trận đấu sống còn với 7 cao đến từ xứ sở sương mù ở lượt trận cuối cùng. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng gì đối với Napoli, bởi không những ở thời điểm này họ đang có phong độ thiếu sự ổn định và vấn đề về mặt nhân sự cũng đang là bài toán nan giải đối với huấn luyện viên Spalletti khi mà những cầu thủ quan trọng từ hàng công cho đến hàng thủ như Insigne, Osimhen và Koulibaly rất có thể sẽ vắng mặt vì chấn thương. Điểm sáng duy nhất mà Gliadori có được lúc này có chăng là về lợi thế đến từ sân nhà, nơi mà họ chỉ mới để thua duy nhất một trận sau 6 trận gần nhất, còn lại một trận hòa và 4 chiến thắng. Nếu như thất bại trong trận đấu này và ở trận đấu còn lại, Legia Warsaw bất ngờ hạ bệ Spartak Moscow trên đất Ba Lan thì Napoli sẽ chính thức bị loại. Phía bên kia sân, ngỡ như bàn thắng có được vào lưới Aston Villa từ rất sớm của Harvey Barnes đã có thể giúp cho Leicester City dễ dàng hướng đến một trận cầu 3 điểm. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Rozier đã phải trắng tay rời khỏi thánh địa Villa Park khi để cho đội bóng vùng Birmingham lội ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Một trận đấu mà chiến lược gia người Bắc Ireland đã hơi chủ quan khi cất hết những cầu thủ chủ lực như Vardy, Perez và Iheanacho trên hàng ghế dự bị và đến khi ông thực hiện những sự thay đổi để đưa những cái tên này vào sân thì đã là quá muộn để Leicester City có thể tìm được bàn gỡ. Trận thua này đã khiến cho bầy cáo rơi xuống nhóm nửa dưới trên bảng xếp hạng giải bóng đá ngoại hạng Anh ở vị trí thứ 11 với 19 điểm, hiện đang kém nhóm được tham dự Champions League mùa sau đến 8 điểm. Lại nói về mặt trận Europa League, với việc đang dẫn đầu bảng đấu của mình với 8 điểm và nhiều hơn vị trí cuối cùng của Legia Warsaw đang là 2 điểm, thì có thể nói Leicester City đã có được ít nhất chiếc vé đến vòng 1/16 tại Europa Conference League. Tuy nhiên, với việc chỉ chơi ở một giải đấu hạng 3 châu Âu như vậy cũng không giúp người hâm mộ của họ cảm thấy thoải mái và thậm chí sẽ khiến họ bị bào mòn thể lực trong cuộc đua đường dài tại các giải đấu quốc nội. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Rozier đến đất Italia lần này chắc chắn phải là 3 điểm trọn vẹn để có được chiếc vé đến thẳng vòng 1/8 Europa League, nơi mà họ sẽ tránh được rất nhiều cái tên được chuyển xuống từ Champions League ở vòng 1/16. Và người hâm mộ của Leicester City hoàn toàn có thể nghĩ đến điều đó, khi mà phong độ thi đấu lúc này của bầy cáo vẫn đang nhỉnh hơn Napoli khá nhiều và khả năng thi đấu sai nhà lúc này của thầy trò huấn luyện viên Rozier cũng không phải là vấn đề đáng ngại. Khi trong 5 trận sân khách gần nhất, họ chỉ mới để thua duy nhất một trận trước Aston Villa vừa kể trên, còn lại có 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Đó là chưa nói đến việc Napoli đang thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, thì Leicester City đang là đội bóng có được rất nhiều lợi thế. Thống kê 10 trận đấu gần nhất giữa Napoli với Leicester City, tỷ lệ nổ tài của Napoli đạt 50%, tỷ lệ thắng kèo đạt 30%, có 60% kết quả về lẻ. Napoli ghi được 20 bàn để thủng lưới 12 bàn, trung bình mỗi trận ghi 2 bàn. Tỷ lệ nổ tài của Leicester City đạt 70%, tỷ lệ thắng kèo đạt 20%, có 30% kết quả về lẻ. Leicester City ghi được 16 bàn để thủng lưới 17 bàn, trung bình mỗi trận ghi 1,6 bàn. Dự đoán kết quả Napoli với Leicester City. Mặc dù phong độ thi đấu lúc này của Leicester City chỉ nhỉnh hơn Napoli đôi chút, nhưng với việc đội bóng chủ nhà đang gặp vấn đề lớn về mặt nhân sự, thì việc đặt niềm tin vào Leicester City ở trận này sẽ không phải là lựa chọn quá mạo hiểm trong kèo nằm dưới nửa trái.
chúc anh em gặp nhiều may mắn, thuận lợi khi xuống tay. Đừng quên nhấn like video, nhấn đăng ký kênh và bật chế độ theo dõi để cập nhật những bài nhận định mới nhất.